Hiện nay xu hướng chọn mua các thiết bị nhà bếp với chất liệu sắt thép được nhiều người quan tâm vì bên cạnh mẫu mã, kiểu dáng đa dạng thì chất liệu này thường bền, giá rẻ, tiện sử dụng. Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, các thiết bị này dễ bị rỉ sét nếu không có cách bảo quản và vệ sinh đúng. Quý vị và các bạn thân mến, với những thiết bị trong nhà bếp nếu như bị rỉ sét thì rất dễ dàng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là với những thiết bị chúng ta dùng để chế biến thực phẩm. Ngày hôm nay, Minh Toàn sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị một vài mẹo vặt nho nhỏ để cho chúng ta có thể bảo quản và vệ sinh những thiết bị trong nhà bếp bằng sắt thép sao cho thật đúng cách. Đầu tiên, khi nhắc đến những thiết bị trong nhà bếp thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến dao hoặc là kéo, bởi vì đây là những thiết bị rất dễ dàng bị rỉ sét. Và cách cho chúng ta bảo quản những thiết bị này đó chính là chúng ta nên sử dụng đúng chức năng của nó. Ví dụ như là những cây dao mà chúng ta dùng để gọt trái cây chẳng hạn thì không nên dùng để cắt những vật cứng như là bằm thịt hay là cá. Chúng ta làm như vậy thì dao rất là dễ dàng bị mẻ như thế này, và đồng thời cũng sẽ rất là dễ dàng bị rỉ sét nữa tất cả quý vị ạ. Nếu như mà dao hoặc kéo bị rỉ sét thì chúng ta sẽ làm như thế nào để trả về giống như là ban đầu đây? Trước tiên thì chúng ta không nên dùng dao để mài ở những cái vật dụng như là chén chẳng hạn. Điều này sẽ làm cho dao của chúng ta rất dễ bị mòn mà không bảo quản được lâu, đồng thời cũng rất là dễ dàng bị rỉ sét. Chúng ta chỉ nên mài dao với những vật dụng dùng chuyên để mài. Khi mà vật dụng đã bị hoen rỉ rồi thì chúng ta có thể xử lý bằng cách. Cho một ít dầu ăn lên trên bề mặt của những vật dụng đã bị rỉ sét. Sau đó chúng ta để hỗn hợp này trên bề mặt dao khoảng 15 phút. Sau 15 phút thì dùng khăn giấy lau lại thì dao của chúng ta đã hết những cái vết rỉ sét rồi. Chúng ta cũng nên lưu ý là không nên đặt lên bếp và đun nóng trước khi có thức ăn, bởi vì nhiệt lượng tỏa ra sẽ làm cho những thiết bị của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hư hỏng hơn. Khi vệ sinh những thiết bị như là nồi son chảo bằng sắt thép hay là inox thì chúng ta tránh không nên chà rửa bằng những vật liệu sắt nhọn hoặc là cứng như thế này, bởi vì sẽ rất dễ làm trầy những thiết bị này và những vết trầy ở phía bên trong sẽ làm cho thiết bị của chúng ta sẽ bị hoen rỉ. Với những máy xay sinh tố như thế này thì chúng ta rất là khó vệ sinh, cho vài giọt nước rửa chén vào bên trong. Quý vị và các bạn nhớ nhé, chúng ta chỉ cho vài giọt vào phía bên trong mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ cho nước sôi vào máy xay sinh tố với một lượng vừa phải. Đậy nắp lại và xốc đều lên. Sau khi chúng ta xốc thật mạnh, việc còn lại đó chính là chỉ việc vệ sinh bằng nước lọc bình thường để khô và lắp thiết bị vào bên trong, sau đó thì sử dụng mà thôi. Vì đây là một khu vực tập trung nhiều vi khuẩn và vết bẩn nên việc vệ sinh chẳng dễ dàng chút nào. Cách để chúng ta có thể vệ sinh đó chính là các bạn có thể hòa nước chanh và muối thành một hỗn hợp đặc giống như là kem đánh răng, sau đó chà nhẹ bên trong và bề mặt khu vực bồn rửa, rồi rửa lại bằng nước sẽ giúp tẩy sạch những vết rỉ bẩn bám trên bồn rửa. Và để làm cho đường thoát nước của bồn rửa chén được sạch thì chúng ta có thể đổ xuống đường ống một chén giấm trắng để qua đêm, và sáng hôm sau nấu một ấm nước sôi đổ tiếp vào đường ống, vết bẩn sẽ trôi đi hết. Thưa quý vị, khi nhà bếp có quá nhiều thiết bị cần phải vệ sinh và bảo quản để có thể sử dụng được lâu thì chỉ cần quý vị lưu ý những mẹo đơn giản mà Minh Toàn vừa chia sẻ ở trên, đặc biệt là đối với những thiết bị bằng sắt thép. Và để quý vị có thêm nhiều thông tin hơn về các mẹo này thì Minh Toàn sẽ chia sẻ một số lưu ý sau đây. Quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đối với những vật dụng bằng thép, có thể cắt khoai tây thành những lát mỏng theo chiều dọc, sau đó chà mạnh lên chỗ bị ố đen và chà đều trên vật dụng, sau đó dùng vải mềm đánh bóng lại. Dùng bông gòn chấm nước cốt chanh tươi, chà mạnh lên chỗ bị ố và xoa đều trên vật dụng. Để yên từ 5 đến 10 phút rồi dùng vải sạch đánh bóng lại. Hoặc dùng ít dầu tắm trẻ em cho vào khăn giấy gấp làm 4 và kỳ chỗ rỉ sét ở thiết bị thép không rỉ, thiết bị sẽ sáng bóng hơn. Đối với những vật dụng bằng sắt,
có thể nhúng vào nước sôi, sau đó lấy vôi bột rắc lên. Lấy dầu ăn lau đều, sau đó lau lại thật kỹ bằng khăn khô. Các thiết bị nên được để khô ráo sau khi sử dụng để tránh mau bị rỉ sét.